Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tony Phùng Studio. Galaxy Z Fold 4 và Galaxy Z Fold 5. Nhìn từ góc từ trên xuống, các bạn nhìn giúp mình xem đâu là 4 và đâu là 5. Comment. Nói thật, mình không phải là cái thằng setup lên, có khi mình cũng không nhận ra được đâu các bạn ạ. Và nếu như các bạn tinh ý thì chúng ta sẽ nhận ra là cái phần viền của Galaxy Z Fold 5 nó sẽ mỏng hơn một chút so sánh với cả Galaxy Z Fold 4. Và các bạn sẽ chỉ thực sự nhận ra cái điều này khi chúng ta đặt cạnh nó lại với nhau mà thôi. Còn tổng thể thì thật sự là nó quá giống nhau. Ngay cả khi các bạn gập cái điện thoại này lại và chúng ta nhìn từ cái phần mặt lưng thì có lẽ cái sự khác biệt nếu như bạn nào tinh ý lắm thì cũng sẽ nhận được ra là cái cụm camera của Galaxy Z Fold 5 nó sẽ lồi hơn một chút so sánh với Galaxy Z Fold 4. Và cái phần viền xung quanh cái cụm camera nó sẽ được làm cái màu nó đồng bộ với cái khung bên ngoài, thay vì cái việc đấy là làm là cái kiểu màu đen để đồng bộ với các phần mặt kính đó. Và một cái vị trí khác nữa đó là cái đèn flash, đây là đặt ra một cái vị trí khác để cho cái cụm camera chúng ta nó gọn gàng hơn đi một chút xíu, chứ còn lại thì nó cũng giống nhau. Và cái sự khác biệt lớn nhất đó chính là ở cái phần bản lề. Thì với Galaxy Z Fold 5 rõ ràng nó làm cái phần bản lề tốt hơn rất nhiều so sánh với Galaxy Z Fold 4. Nó mỏng hơn cực kỳ nhiều luôn, nó giảm được tới khoảng 2,6mm hay là 2,4mm gì đó mình không nhớ lắm. Nhưng nói nôm na là hơn 2mm độ mỏng, thì thực sự đây là một cái nỗ lực rất tuyệt vời của đội kỹ sư nhà Samsung. Đấy, nhưng cái video này được sinh ra nhằm mục đích gì? Thời điểm này, mua Galaxy Z Fold 4 có ngon hay là không? Đây là câu hỏi có rất nhiều anh em hỏi mình. Đó là bây giờ ra mắt Galaxy Z Fold 5 rồi, đang cho pre-order nhân đôi bộ nhớ, tặng kèm rất nhiều quà tặng, áp dụng đủ các kiểu. Thì giá cuối cùng chỉ tầm khoảng 30 mấy triệu, 35, 36 triệu gì đó thôi. Các bạn tham khảo tại Onewave các bạn sẽ thấy cái mức giá này. Nhưng chúng ta mua Galaxy Z Fold 4 thì lại tiết kiệm được thêm tới 10 triệu nữa cơ. 10 triệu, nó là một con số không hề nhỏ một chút xí nào cả. Vậy nên, mua máy nào ta? Ok, trong video này thì chúng ta sẽ nói một cách kỹ hơn về Galaxy Z Fold 4 sau khoảng gần 1 năm xuất hiện trên thị trường, thì liệu nó còn có đáng mua ở cái tầm giá khoảng tầm 26 triệu nữa hay là không. Chứ còn Galaxy Z Fold 5 thì thật sự là con này đến bây giờ nó quá tuyệt vời rồi, dùng sướng lắm các bạn. Dùng mấy ngày xong bây giờ thật sự là cảm thấy nó quá ưng ý với những thứ mà cái điện thoại này mang lại, đặc biệt là cái trải nghiệm sử dụng về pin, về hiệu năng các thứ. Thế thì Galaxy Z Fold 4 liệu có xứng đáng để mua hay là không? Thì chúng ta sẽ phải phân tích về từng yếu tố một. Yếu tố đầu tiên là vấn đề chi phí các bạn phải bỏ ra. Thì bây giờ cái điện thoại này chỉ vào khoảng tầm 26 triệu tại Onewave. Thì 26 triệu cho một cái điện thoại màn hình gập có thể nói là mức giá nó quá tốt rồi. Thậm chí nó còn rẻ hơn cả, à không, cũng ngang iPhone 14 Pro Max. Đó, thì các bạn cũng hiểu một điều. Đó là cái chi phí thì chúng ta phải bỏ ra cho một cái công nghệ mới, một cái trải nghiệm mới thực sự hoàn toàn, thì nó thực sự là tốt như thế nào. Tiếp theo, nhiều anh em sẽ đắn đo về yếu tố đấy là độ bền. Thì đây là cái máy của mình sau 1 năm. Đó, cái vết lằn này nó vẫn vậy, cơ gập mở ra mở vào vẫn cứ mượt mà trơn tru. Có cái điều mà mình khó chịu nhất khi sử dụng cái điện thoại này, đó là khi mà chúng ta gập lại, các bạn nhìn thấy nó bị hở một góc ở đây này. Đấy, thì bụi nó rất dễ nó lọt vào bên trong khu vực này. Cái này thì nếu như bạn nào mà để nó bị bụi nhiều quá, là một là túi quần của chúng ta có quá nhiều bụi vải các thứ, hai là chúng ta sử dụng ở những cái môi trường mà nó quá nhiều bụi bặm các thứ thì nó bị đọng vào nhiều thôi. Còn nếu như các bạn cứ mở ra sử dụng liên tục thì cứ mở ra là chúng ta sẽ lau đi, thì yếu tố đấy nó không ảnh hưởng quá nhiều. Nhưng nói chung á, thì đấy vẫn là một trong những điều mình hơi khó chịu nhẹ một chút xíu trong thời gian sử dụng cái điện thoại này thời gian trước. Bây giờ thì các bạn cũng biết mình dùng S23 Ultra rồi, chuẩn bị mình chuyển sang Z Fold 5 rồi. Thì đấy là cái yếu tố mà có thể nhiều người sẽ quan tâm đến đầu tiên. Còn riêng xét về yếu tố độ bền nhé, thì máy của Samsung bây giờ đã hoàn thiện cái điện thoại gập này rất là nhiều. Đương nhiên là các bạn sẽ đâu đó vẫn còn nghe thấy những cái vụ liên quan đến lỗi màn hình APS-C Z. Thì Samsung đã có những cái gói Samsung Care Plus để bảo hành tất cả mọi thứ dành cho các bạn. Thậm chí cái gói này còn bảo hiểm cho cái việc mà chẳng may các bạn làm rơi vỡ vào nước các thứ, hỏng màn hình các thứ, thì chúng ta cũng được bảo hành hết, không thiếu một cái gì cả. Nên yếu tố này có thể các bạn sẽ không cần phải đắn đo quá nhiều đâu. Và đây, sau 1 năm sử dụng đây, nó vẫn cứ là chơ ra như thế này thì nó có cái vấn đề gì đâu. Trộm vía cứ phải gọi là quá ok. Và trộm vía không hiểu số mình tốt hay sao, hay số của rất nhiều anh em bên ngoài kia nó tốt hay sao, dùng vẫn cứ là ngon lành, không vấn đề gì nhiều. Đấy, vẫn biết tỷ lệ lỗi nó sẽ gọi là có tỷ lệ thôi. Chứ nếu mà lỗi hàng loạt á, thì Samsung đóng cửa cái dòng này lâu rồi các bạn ạ. Ok, tiếp đến, đó là về vấn đề hiệu năng. Thì cái máy này nó chạy là Qualcomm Snapdragon 8 cộng Gen 1.
Thì nói thẳng luôn ra 8 cộng Gen 1 nó sẽ bớt nóng hơn so sánh với 8 Gen 1 của cái Galaxy S22 hồi năm ngoái. Đúng chưa? Đúng quá. Nhưng tổng thể thì đây vẫn là một cái máy mà có cái nhiệt độ trong quá trình sử dụng nó khá là cao. Các bạn mà đặc biệt sử dụng những cái yếu tố liên quan đến video, quay video cam trước cam sau có thứ gì đấy mình không biết, miễn sao động đến cái video, thậm chí là edit video các thứ thôi, thì thôi xác định với nhau là nóng lên phải nói là cực kỳ nhanh. Và cái hiện tượng nó nóng lên thì lâu nó bị khựng như cái animation là chuyện rất dễ gặp phải trên cái điện thoại này. Nó là chuyện vô cùng bình thường rồi. Ok, nhưng không thể phủ nhận được Snapdragon 8 cộng Gen 1 mang lại cái hiệu năng vẫn quá tốt ở thời điểm này, thậm chí thêm tầm 3 năm nữa. Bởi vì mình được biết không có nhiều người chơi game trên những con Galaxy Z Fold. Z Flip thì thấy bảo lâu lâu vẫn có anh em chơi, nhưng Galaxy Z Fold thì gần như là không có ai chơi. Mà nếu như có chơi thì lại chơi những cái tựa game mà nó kiểu đồ họa 2D, những cái tựa game kiểu trí tuệ, hay những cái tựa game kiểu để xả stress, hay những cái tựa game giải đố các thứ gì đó thôi. Thì những cái tựa game đấy máy nào chơi chả được, chẳng qua cái máy này to hơn, chơi sướng hơn thôi, hay là chơi đánh cờ các kiểu đấy. Thì mấy cái đấy cần tư duy chứ không cần cấu hình mạnh, vậy nên là không cần quá quan tâm đến cái yếu tố đó là hiệu năng của con này chơi game có ổn hay là không, có mượt hay là không, tại vì thật sự dùng hàng ngày là nó quá mượt luôn. Được chưa? Pin thì pin của Galaxy Z Fold 4 và Galaxy Z Fold 5 tương tự như nhau. Thời lượng sử dụng thực tế thì Galaxy Z Fold 5 tốt hơn một chút, bởi vì rõ ràng là Snapdragon 8 Gen 2 tối ưu quá tốt. Được chưa? Rồi sạc nhanh thì con này vẫn là 25W tương tự hoàn toàn. Hay là cái hệ thống camera, chúng ta vẫn có cam chính 50 chấm, một cái camera góc tele 3x và một cái camera góc siêu rộng. Camera selfie chỗ này là 10 chấm này. Và camera selfie ẩn bên dưới màn hình chỗ này này. Đấy, lúc nào mà sử dụng đấy thì nó mới lồi ra như thế này thôi. Được chưa? Thế những cái yếu tố này chúng ta cũng thấy nó quen thuộc quá rồi, chả khác một cái gì cả. Galaxy Z Fold 4 vẫn có tiêu chuẩn kháng nước IPX8, đầy đủ không thiếu một cái gì cả. Và nó cũng hỗ trợ S Pen các thứ cũng đầy đủ rồi. Đấy. Có chăng Galaxy Z Fold 4 thì nó sẽ thua thiệt một vài thứ với Galaxy Z Fold 5 ở cái việc đó là cái phần bản lề này. Đó là ở cái yếu tố nhiệt độ trong quá trình sử dụng và thời lượng pin nó kém hơn một chút xíu. Có thể nói là xét ở chi tiết thì cái cụm camera cũng kém hơn một chút, nhưng nó rẻ hơn 10 triệu. 10 triệu là con số mà các bạn sẽ cần phải đắn đo suy nghĩ và chúng ta cần phải nhắc đến ở đây. Vậy Galaxy Z Fold 4 vẫn có đầy đủ tất cả những cái trải nghiệm có thể nói là tốt nhất về điện thoại màn hình gập mà Samsung đang có. Đương nhiên nó sẽ có một vài thứ nó kém hơn so sánh với cái em mới ra mắt gần đây nhất của nhà Samsung là Galaxy Z Fold 5. Nhưng nó vẫn có đầy đủ tất cả những thứ liên quan đến cái camera, liên quan đến cơ gập, kháng nước, loa, pin, hiệu năng. Đặc biệt là những thứ liên quan đến cái phần mềm ở phía bên trong để mà chúng ta có thể đa nhiệm nhiều ứng dụng cùng một lúc ấy. Thì Galaxy Z Fold 4 và Galaxy Z Fold 5 không khác nhau một chút xíu nào cả. Vậy đối với bạn, bạn chọn cái nào? Mới nhất hay cũ hơn một năm nhưng tiết kiệm được rất nhiều tiền, để thậm chí các bạn có thể mua được thêm một cái tablet khác hoặc mua được một cái đồng hồ khác với một trải nghiệm có thể nói là rất tuyệt vời như là Galaxy Watch 6 Classic? Hãy để lại ý kiến ở comment phía dưới nhé. Rồi, tham khảo mức giá của Galaxy Z Fold 4 tại Oneway để chúng ta có mức giá cực tốt cho chiếc điện thoại này. Link phía bên dưới mình sẽ ghi comment để các bạn tiện theo dõi hơn. Còn bây giờ thì bye. Nhưng mà đặt trước Galaxy Z Fold 5 tại đây cũng sẽ có mức giá cực kỳ thơm đấy. Xin mời anh em.